Vì quá đam mê dọn nhà tắm, toilet, cô gái trẻ xin được dọn dẹp miễn phí cho các siêu thị, cửa hàng. What the hell? Chà sạch bụi bẩn, chất thải trên sàn phòng tắm, bồn cầu, ở toilet công cộng và thu dọn các loại rác rưởi ở đây, đối với phần lớn mọi người là loại việc cực trắng đã mới phải làm. Thế nhưng đối với cô gái có tên Madison, đây lại là một trò tiêu khiển đầy đam mê. Cô thích dành thời gian rảnh rỗi tới những khu vực công cộng, dọn dẹp nhà vệ sinh, kệ và lối đi mà không cần thù lao. Trong ca làm việc miễn phí của mình, Madison còn hỗ trợ siêu thị bổ sung hàng lên kệ, nhặt vứt rác vương vãi trên sàn, giúp khách hàng tìm đúng vị trí món đồ họ cần mua. Suốt 8 giờ liên tục làm việc trong siêu thị, Madison không được trả một đồng nào nhưng mà vẫn vui vẻ làm việc hết mình. Dù làm khá nhiều công việc, nhưng mục đích thật sự của Madison khi tới siêu thị là cọ rửa toilet để thỏa mãn niềm đam mê của cô. Hồi tháng 12 năm 2023, Madison dành 9 giờ để dọn dẹp và sắp xếp ở một cửa hàng Walmart trước đợt cao điểm Giáng sinh. Cô thậm chí còn nhiệt tình tới mức tới các phòng tắm công cộng của nhà hàng Popeyes và Taco Bell để trang trí từng nhà vệ sinh ở đây bằng cây thông Noel bằng nhựa và biển hiệu có dòng chữ "Chúc bạn một kỳ nghỉ vui vẻ". Trong khi nhiều người khen ngợi Madison cho rằng sự giúp đỡ miễn phí của cô thật đáng hoan nghênh và rất tuyệt vời, nhiều cư dân mạng lại tỏ ra sợ hãi và chỉ trích cách cô làm vệ sinh toilet. Thật rùng rợn, sao cô ấy lại nhặt giấy vệ sinh trên sàn bằng tay không như vậy? Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Các bạn nghĩ sao về cô gái và đam mê kỳ lạ này? Chia sẻ cùng 8TV cũng như tiếp tục đồng hành cùng kênh để cập nhật những tin tức thú vị nhé!